Thảm thơi, nhẹ nhàng như thế.
cuộc sống khá nhiều ba toa của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu nhìn nhau. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ xưa ngày nào: sáng sớm phải vóc cầu kỳ, muốn công hay chữ phải tin lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Yeah.
không trừ cây Phật đó lại nở cho giờ những đóa hoa thơm. Thầy cô, những người lái đò sẽ mất sớm chiều để chiếc đò cập bến an toàn nhất, bình yên nhất và thú vị nhất. Dù các bạn bảo tay đã mỏi nhưng tay chèo vẫn vững chắc, vẫn đang đầy yêu thương. Đâu chỉ đơn thuần đưa đò sang đến đằng sau, đó còn là một quá trình dạy dỗ, là một hành trình yêu thương. Đó là những bài dạy cách làm sao đương đầu với những cuộc sống lớn, là những bài dạy cách xây nước đời sao cho đúng, là lúc để chăm chút những hạt giống tri thức yêu thương sao cho thành cây đẹp nhất. Đó là nghề mà thầy cô đã chọn, là nghề mà thầy cô phải mang, là trách nhiệm mà thầy cô phải có, và là yêu thương mà thầy cô sẽ thực hiện. Nhiều mãi chú dưới. Tại tập ơi